Ok, chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay cô Trang Anh sẽ hỗ trợ các bạn chữa đề số 4 trong cái cuốn sách Trọng tâm Kiến thức 2022. Các bạn thân mến, bình thường mỗi năm thì cô Trang Anh sẽ hỗ trợ rất là nhiều với cái phần kiến thức cơ bản, là cái phần mà các bạn lấy từ 6 đến 8 điểm ấy ạ. Tuy nhiên thì năm nay cô Trang Anh thấy là các bạn đấy rất là giỏi. Năm nay cô thấy 2K4 rất là giỏi, nên là cô Trang Anh đang cắt cái chương trình mà ôn cái phần kiến thức cơ bản cho các bạn nhé. Bởi vì là năm nay cô thấy 2K4 rất là giỏi, nên là toàn bộ cái phần nội dung này nhá, ở trong cái cuốn Trọng tâm Kiến thức này nó sẽ có cái phần nội dung sau này là phần số 1, phần số 2, phần số 3, phần số 4 này, đúng không ạ? Phần số 1, phần số 2, phần 4, phần 5, phần 6. Trong cái cuốn sách trọng tâm này có 6 phần này. 6 phần đấy sẽ giúp em lấy được 8 điểm, đúng không ạ? Thì cái phần này cơ bản. Cái phần cơ bản thì bởi vì năm nay cô có cảm giác rằng là 2K4 rất là giỏi, nên là cô rất là ngại hỗ trợ cái phần kiến thức cơ bản nhá. Chứ còn mọi năm thì bằng tầm này là cô cho anh hỗ trợ rất là nhiều với cái phần mà chắc chắn sẽ có trong thi đấy. Ok. Rồi, các bạn thân mến, hôm nay cô cho anh sẽ hỗ trợ em với đề số 4 nhá. Đúng ạ, buổi trước chúng ta dừng ở đề số 3 rồi, đúng không ạ? Hôm nay cô sẽ hỗ trợ em với đề số 4. Bạn thân mến, bạn đã sẵn sàng cho buổi hôm nay của chúng ta chưa? Ok. Mục tiêu hôm nay của cô sẽ là hỗ trợ các bạn từ câu số 1 tới câu số 25. Phần còn lại buổi sau chúng ta học tiếp. Ok. Sao chưa? Ok. Bạn thân mến, bạn đã sẵn sàng cho buổi hôm nay của chúng ta chưa? Được chưa? Chúng ta bắt đầu học nhé. Sẵn sàng chưa? Ok, rồi, cô chào các bạn. Các bạn đến với cái đề trong cái cuốn trọng tâm kiến thức này là những cái đề cực chuẩn phát triển từ đề minh họa 2022. Và bởi vì nó phát triển từ đề minh họa 2022 nên là với về cái mức độ, đúng không ạ? Theo như cái phong cách của cô Trang Anh thì cái mức độ đề này nó có phần là tương đối dễ nhá, đúng không ạ? Tuy nhiên trong cái phần dễ đấy của chúng ta nó sẽ có vẫn có những cái phạm trù khó nhá. Xem chưa, xong chưa? Ok, các bạn thân mến, các bạn đã sẵn sàng cho buổi hôm nay của chúng ta chưa nhá? Xem chưa, xong chưa? Hôm nay các bác bộ đi đâu hết rồi à? Ok. Rồi, chúng ta sẽ có như sau này. Học nhé, học nhé. Đó. Mỗi năm thì cô thấy các anh chị khóa trước ấy, các anh chị rất là cần cái chương trình chống liệt của cô này, đúng không ạ? Rất là cần cái chương trình tủ sâu của cô. Nhưng mà năm nay thì cô có cảm giác rằng là 2K4 rất là giỏi. Những cái chương trình mà cô dạy phần kiến thức cơ bản ấy là các bạn ấy có vẻ là không có hứng thú học lắm. Nên là năm nay cô cho anh cắt cái phần đó. Với cái câu số 1 và câu số 2 sẽ là dạng bài về phát âm. Mình bắt đầu vào học nhé. Đó ạ. Ok, bắt đầu học chưa? Rồi, cô sẽ có như sau. Với cái câu số 1 và câu số 2 sẽ là dạng bài về phát âm. Câu số 1 theo cách phát âm của đuôi ED thì cô sẽ chọn được câu 1 là ID. Đó, cái này theo quy tắc rồi. Với cái câu số 2 là phát âm của nguyên âm. Với phần phát âm của nguyên âm thì chúng ta sẽ phải đọc cái từ đó lên. Chú ý xem phần cái chân được phát âm là gì. Cô có ý A. Ý A với từ humble. Với từ humble thì âm đế của cô sẽ là âm Á. Ok, không ạ? Nhá. Rồi, tiếp này, ý B thì sao? Ý B với từ sau. Với cái từ volunteer. Với cái từ là volunteer thì âm đế của cô sẽ là âm Ơ. Đó không ạ? Xong chưa? Ở nhá. Rồi tiếp này cô sẽ có ý C thì sao? Ý C với từ sau. Với từ number, âm đế của chúng ta là âm Á. Vậy thì cô sẽ chọn được câu 2 là ý B. Ok chưa? Sau câu số 2 chuyển sang câu số 3. Với cái câu số 3 thì em sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì? Với cái câu số 3 và câu số 4 là dạng bài về trọng âm. Nói chung là cô chữa cái phần đề này nhiều quá. Cô có cảm giác rằng nó khá là nhàm. Đúng không? Đấy nhá. Đấy, bởi vì là hàng ngày ở trong nhóm kín của cô ấy, các bạn ấy được học cái phần ấy rất là nhiều. Đúng không? Thậm chí là bây giờ hiện tại trong nhóm kín đang duy trì cái chương trình là mỗi ngày, đúng không ạ, giải một cái đề thi của một sở, một trường. Nên là cô có cái cảm giác rằng với cái form đề, theo cái form đề 2022 này, cô cảm giác nó rất là nhàm. Đúng ạ, bởi vì sao? Vì kiến thức của nó không có gì khó cả. Xong chưa? Ok. Với cái câu số 3 và câu số 4, em đã chọn được đáp án của câu này là cái gì? Có vẻ là 2K4 có những cái điểm rất là đặc biệt, đúng không ạ? Đến giờ phút này cô có cảm giác rằng là cái khí thế học của 2K4 thậm chí còn không bằng 2K5. Trời ơi, cô thấy năm nay rất là lạ, đó là học sinh 2K5 ấy, các bé có nghĩa là gọi là thấy là gọi là giáo diết tìm những cái khóa học, đúng không ạ, hoặc là học với một cái tâm thế rất là quyết tâm. Trong khi đó thì cảm giác là 2K4 rất là trầm đấy nhá. Đặc biệt là 2K4 lại không thích học phần dễ, chỉ thích học phần khó thôi đấy nhá. Chưa kể là đến giờ phút này, đúng không ạ, 2K4 vẫn còn thời gian rảnh rỗi để đi lập những cái tên Facebook, những cái tên page như kiểu là Bộ Giáo dục và Đào tạo. Như buổi hôm qua cô chữa đề đi thử là thấy có cả Facebook là Bộ Giáo dục và Đào tạo này, đúng không, Bộ Y tế này, Bộ Công an này, thấy đủ các bộ vào học. Chứng tỏ là đến giờ phút này 2K4 cảm giác như là học xong hết rồi, đúng không ạ, đang rất là rảnh đấy, đang rất là rảnh nhá. Không biết là năm nay kết quả của 2K4 sẽ như thế nào, nhưng mà cảm giác rằng là cái khí thế học của 2K4 khá là trầm, đúng không ạ. Thế nhá, mà nói chung là những cái gì mà không liên quan đến học tập thì 2K4 lại rất là sôi nổi. Chúng ta sẽ có như sau. Với cái câu số 3 và câu số 4, chúng ta sẽ có như sau. Câu 3 và câu 4 sẽ là dạng bài về trọng âm. Với dạng bài về trọng âm thì trong đề của chúng ta sẽ có một câu trọng âm theo phiên âm, một câu đối với trọng âm đối với hậu tố và âm đuôi. Thì thường trọng âm đối với từ hai âm tiết sẽ theo cái đó là trọng âm theo phiên âm. Thì cô có với trọng âm theo phiên âm thì em phải đọc từ đó lên nhá. Ý A từ ấy đọc là gì? Cô có từ future. Với cái từ là future thì cô sẽ có chờ là ơ. Chờ ơ không rơi vào ơ, phải nó rơi vào âm tiết đầu. Đó không ạ? Rồi tiếp này cô sẽ có ý B thì sao? Ý B với từ sau, với từ money. Âm này âm dưới của cô là á, âm thứ hai là y. Nếu tất cả các âm mà ngắn hết thì cho âm rơi vào âm tiết đầu. Thế này cô sẽ có ý C thì sao? Ý C với từ survey. Thì cô sẽ có survey. Thì cô sẽ có âm thứ nhất của cô là âm ơ dài. Vì cô sẽ có âm thứ hai cô là vây. Vậy thì với anh này của cô lại vừa có nguyên âm dài, vừa có nguyên âm đôi, đúng không ạ? Vậy thì cô sẽ thấy được là anh em sẽ áp dụng cái quy tắc là danh từ hai âm tiết cho âm rơi âm tiết đầu nhá. Rồi thế còn ý D thì sao? Ý D với từ demand. Âm thứ hai cô là âm a dài, nhận cho âm rơi âm tiết thứ hai. Do đó với câu 3 cô chọn được câu đấy là ý D. Đó không ạ? Sau câu số 3 chuyển sang câu số 4. Với câu số 4 thì em sẽ thấy rằng là cái việc mà em áp dụng được bằng âm đuôi tương đối ít. Được chưa? Vậy thì em sẽ thấy cho cô là anh nào dễ em làm trước cho cô. Cô sẽ thấy ý D dễ nhất bởi vì D có duration. Những từ có duration cho âm rơi vào trước âm đó với từ sau. Cứ có từ information. Cô sẽ có information, duration cho âm rơi trước, vậy nó sẽ rời mây âm tiết thứ ba của từ. Rồi thì cô sẽ có ý C của cô phải sao? Ý C với từ enthusiast. Cô sẽ có âm thứ hai cô là âm u dài, nhận cho âm, cho âm rơi âm tiết thứ hai. Rồi thế cô sẽ có là một anh cho âm rơi âm tiết thứ ba này, một anh cho âm rơi âm tiết thứ hai. Thế có ý B thì sao? Cô sẽ có ý B từ đọc là bilingual. Vậy anh này cô nó có 3 âm tiết thôi, chắc chắn nó sẽ không rơi vào âm cuối rồi, đúng không? Bởi vì đôi ồ không ảnh hưởng cho âm của từ. Vậy chắc chắn là ở đây nó sẽ hoặc là rơi vào âm thứ ba, hoặc là rơi vào âm thứ hai. Vậy nếu không rơi âm thứ ba thì nó sẽ rơi vào âm thứ hai, đúng không ạ? Vậy từ đó cô sẽ loại trừ bằng chọn đáp án cô ấy là ý D. Đợi cho được chưa? Đấy, xong câu số 4 chuyển sang câu số 5. Với cái câu số 5 em nhìn thoáng qua 4 đáp án cho cô này. Với động từ là get, động từ là tell, động từ là take, động từ là make. Vậy thì với cái câu số 5 chắc chắn là sẽ là câu thuộc kiến thức về phần cụm từ cố định. Nhá. Cái câu này sẽ là câu kiểm tra kiến thức về cụm từ cố định này. Nhá. Tại sao lại biết cái câu này là kiểm tra kiến thức về cụm từ cố định? Bởi vì là bình thường ấy nhá, bình thường thì người ta sẽ không kiểm tra em những cái từ vựng dễ như này đó ạ. Vậy thì với cái câu kiểm tra kiến thức về cụm từ cố định thì em sẽ xem cho cô như sau này. Em sẽ căn cứ cho cô bằng một cái dấu hiệu sau là căn cứ bằng từ sau. Đợi cô một xíu ạ, đợi cô lấy một cái bút nhá, đợi cô lấy cái bút nhớ để cô đánh dấu cái phần công thức cho em nhé. Đó ạ. Rồi cô sẽ có với cái anh sau. Với cái câu xem nào. Với cái câu số 5 này, em sẽ căn cứ cho cô bằng cái từ sau. Căn cứ bằng từ difference. Vậy cô sẽ có cái cấu trúc sau này. Cô có cái cụm từ cố định, đó là cái anh là make. Ghép với từ make a difference, nghĩa là tạo ra sự khác biệt. Ngoài ra cô lại còn có cái cụm từ sau. Cô có cái cụm từ là tell hoặc là see. Cô sẽ có từ tell hoặc là từ see. The difference, nghĩa là gì? Nghĩa là phân biệt, thấy được cái sự khác nhau giữa cái gì với cái gì. Vậy thì ở cái câu này em sẽ phải quan tâm về mặt ngữ nghĩa, xem là em sẽ chọn từ với nghĩa là gì. Thì cô sẽ có như sau này. Bắt đầu phân tích từ vựng trong câu. Cô có từ charities. Nhớ với cái từ charity, charities nghĩa là gì? Các tổ chức từ thiện, đúng không? Across, trên toàn. Nhớ với cái từ tiếp theo của chúng ta, với cái từ đó là từ, với từ globe nghĩa là toàn cầu, nghĩa là gì? Là các tổ chức từ thiện ở trên khắp thế giới đã làm sao đây? Với cái từ sau, với từ encouraging nghĩa là gì? Chúng ta có cái cấu trúc là encourage, ok? Với cái cấu trúc là encourage somebody to something, khuyến khích ai đó làm gì? Vậy thì với câu dịch là các tổ chức từ thiện trên khắp thế giới, đúng không ạ, đã khuyến khích học sinh tham gia vào những cái chương trình tình nguyện để giúp, đúng không ạ, tạo ra sự khác biệt trên thế giới này. Vậy thì cô sẽ chọn được câu nào của chúng ta là ý A. Ok chưa? Xong câu số 5 chuyển sang câu số 6. Nhìn thoáng qua bốn đáp án của câu số 6, em sẽ thấy nó sẽ là cái gốc từ, đó chính là từ consider. Vậy nó sẽ là cái phần kiến thức về từ loại. Ok. Với cái phần kiểm tra kiến thức về từ loại thì em sẽ căn cứ cho cô bằng mạo từ ơ. Giờ sau mạo từ ơ cộng với danh từ. Nhưng mà ở phía sau thì bạn lại căn cứ bằng cái từ sau nhá. Căn cứ tứ bằng cái từ amount. Nhớ anh này cô đó là danh từ. Vậy thì cô sẽ có quy tắc là trước danh từ cần tính từ. Nhớ nếu mà trước danh từ cần tính từ thì cô sẽ bỏ ý C. Tại sao cô lại xác định được như vậy với cái từ sau? Cô có cái từ considerably. Nhớ anh này cô có đuôi ly là đuôi của trạng từ. Chúng ta lại có quy tắc là trạng từ được cấu tạo bởi tính từ cộng với ly. Vậy thì cô sẽ suy ra được ý B của chúng ta với từ. Cô có từ considerable. Anh này cô sẽ đóng vai trò là tính từ. Mà ở đây cô cần tính từ nên cô sẽ chọn được câu đấy là ý B nhá. Thế còn ý A ở cô thì sao? Ý A với từ, cô có từ consider. Anh này cô là động từ. Đó. Thế còn ý D với duration là đuôi của danh từ nhớ. Vậy thì với cái câu số 6 cô chọn được câu đấy là ý B. Nhớ dịch là dự án của chúng tôi, đúng không ạ, tốn một, đúng không ạ? Nhớ dự án của chúng tôi tốn kém đáng kể về thời gian và tiền bạc. Nhớ vậy thì câu 6 cô chọn được câu đấy là ý B. Ok. Cái bạn có click Facebook là Bộ Giáo dục và Đào tạo ấy, bạn thi khối gì ạ? Chợ dạo gần đây cô thấy bạn ấy xuất hiện trong chương trình live stream của cô. Cô cũng không biết là bạn ấy đến từ đâu. Đúng. Nhưng mà dạo này gần đây thì cô thấy bạn ấy có vẻ là học rất là tích cực đấy. Nhớ rồi. Với cái câu số 7 nhớ chúng ta sẽ có như sau. Chợ đầu tiên cô sẽ phân tích ấy. Trong cái câu này bình thường chúng ta có cái cấu trúc là come to, tới đâu, đúng không ạ? Vậy ở trong ngữ cảnh câu này không dịch là tới đâu. Giờ cô sẽ có với cái cụm từ come to, nhớ nó sẽ bằng với cái anh sau. Giờ nó sẽ bằng với cái cụm từ là end up to, nghĩa là gì? Nghĩa là lên tới bao nhiêu. Nghĩa là dịch là cái bữa ăn mà có kèm thêm rượu ấy thì sẽ lên tới là 20 đô nhớ. Vậy thì với cái câu số 7, câu này sẽ là câu kiểm tra em kiến thức về giới từ. Chợ với cái câu kiểm tra kiến thức về giới từ thì về cơ bản là sẽ có hai cái hướng ra đề. Hướng ra đề thứ nhất đó là sẽ là kiểm tra về một số cái giới từ, cách dùng của một số giới từ thông dụng như là giới từ on, giới từ in, giới từ at và giới từ with, kiểu như vậy. Chợ hoặc nó sẽ đi theo cái cụm giới từ. Vậy thì với câu này em sẽ căn cứ bằng từ sau cho cô. Căn cứ bằng từ meal nghĩa là bữa ăn nhớ. Rồi tiếp này căn cứ cho cô bằng cái từ sau của chúng ta là từ, với từ wine nghĩa là rượu. Vậy để bữa ăn kèm rượu. Vậy thì cô sẽ không dùng từ in với nghĩa là trong, không dùng từ on với nghĩa là trên. Vậy thì cô sẽ bỏ được hết, đúng không ạ? Ý ở cô với từ at nghĩa là ở tại thì không phải. Vậy thì cô sẽ chọn được ý C. Nhờ ý C người ta dùng cái giới từ ở đây đó là từ gì ạ? Nhờ cô sẽ có người ta dùng cái giới từ là with nghĩa là với, đúng không ạ? Bữa ăn với rượu tức là bữa ăn kèm rượu, cô dịch như vậy. Nhớ xong câu số 7 chuyển sang câu số 8. Nghe này, với cái phần nội dung mà cô chữa này nó khá là tẻ nhạt, đúng không? Em nhớ cho cô như rồi. Nếu mà để sôi động thì tối mai em gặp cô. Tối mai cô sẽ hướng dẫn em với cái phần tự nâng cao, đúng không? Cái phần đấy thực sự nó rất là thú vị, rất là thách thức các bạn nhé. Được chưa? Thế còn cái phần nội dung chữa đề này thì trong cái phần chữa đề của chúng ta, trong cái nội dung đề của em ấy, chắc chắn là bộ sẽ cho em tới khoảng 80% là cơ bản. Tức là những cái bạn mà học ổn một xíu là em sẽ được 8 điểm. Nói chung là đề của bộ từ 9 điểm trở lên mới khó, như 8 điểm dễ. Bởi vì sao? Bởi vì 9 điểm, để mà đạt được 9 điểm ấy, đúng không? Nhưng để đạt 9 cộng trở lên thì em sẽ phải vượt qua những cái câu về thành ngữ này, đúng không? Em phải vượt qua cái câu về từ cùng trường nghĩa này. Ok nhớ. Phải vượt qua cái câu về từ vựng nâng cao 3 câu rồi, đúng không? Vượt qua cái câu về từ dễ gây nhầm lẫn 4 câu rồi nhớ. Từ dễ gây nhầm lẫn này. Vượt qua một cái câu, đó là một cái câu infer, cái câu hỏi suy luận trong bài đọc 7 câu. Đó ạ. Nhớ với team 9 cậu chú ý cô những cái nội dung này. Nghe này, cái phần cụm từ cố định, nhớ cái phần cụm từ cố định ấy, thì mấy năm trở lại đây á, bộ chỉ cho vào những cái nhóm cụm từ rất là thông dụng thường gặp thôi. Nên là cái phần cụm từ cố định không làm khó được team 9 cộng nhá. Với cái phần cụm động từ mấy năm trở đây, bộ cũng chỉ cho vào những cái phần rất là đơn giản, những cụm từ rất là thông dụng thôi. Nên là cái phần cụm động từ cũng không làm khó. Nên là nhớ là với team 9 cộng, bạn sẽ phải nhớ cho cô là cái phần thành ngữ là 1 này, phần từ cùng trường nghĩa là 2 này, phần từ vựng nâng cao là 3 này, và từ dễ gây nhầm lẫn là 4. Với một cái dạng câu hỏi suy luận trong bài đọc 7 câu là 5. 5 câu này sẽ là team 9 cộng sẽ cẩn thận không là mất điểm nhá. Thế còn tất cả những phần khác đơn giản, đúng không ạ? Tất cả những phần khác chúng ta hoàn toàn có thể tủ được. Với cái câu số 8, em nhìn thoáng qua 4 đáp án của câu này. Em sẽ gọi tên được kiến thức của cái câu này chính là phần trật tự tính từ trong tiếng Anh. Với cái phần về trật tự tính từ trong tiếng Anh thì em sẽ phải xét cho cô này. Em chọn một trong 4 cái phương án để xét nhá. Thì với câu này cô có chọn phương án bất kỳ, cô sẽ chọn IA thôi, bởi vì thực ra cô cũng chả chú ý gì cả. Thì cô sẽ xét IA của cô với cái từ sau. Nhớ cô có cái từ velvet, nghĩa là nhung nhớ. Thì cô sẽ có cái từ velvet ghép về từ dress, nghĩa là váy bằng nhung, đúng không ạ? Vậy thì cô này có thể có thể tính cái anh này là chất liệu này, được không ạ? Nhớ nó đứng ở đây. Rồi tiếp này cô có với cái từ sau. Nhớ cô có cái từ đó là từ. Nhớ với cái từ sau này, với cái từ đó là từ. Với từ gorgeous nghĩa là gì? Nghĩa là lộng lẫy, nghĩa là đẹp, đúng không ạ? Nó sẽ bằng với từ là very beautiful, nghĩa là rất là đẹp. Vậy nó sẽ là opinion, vậy nó sẽ phải đứng đầu. Nếu đứng đầu thì cô sẽ bỏ được IA, bỏ được C, còn B và D thôi. Rồi, tiếp này, với một cái từ nữa, đó là từ nhựa. Với từ black, nghĩa là màu đen, vậy đó là màu sắc. Vậy có 3 từ này cô sẽ xếp, đó là opinion đứng đầu, sau đến màu sắc, sau mới đến chất liệu. Đúng không ạ? Vậy thì cô sẽ chọn được câu 8 của chúng ta là ý D. Nhá. Câu số 8 dịch là nhựa với cái câu số 8, đúng không ạ? Cô sẽ chọn được câu đấy của chúng ta là ý D. Đúng ạ? Xong chưa? Xong chưa? Câu số 8 dịch là tất cả chúng tôi đều hướng mắt vào khi mà vị khách là người nổi tiếng xuất hiện trong cái bộ váy dạ hội bằng nhung, đúng không ạ? Rất là đẹp, lộng lẫy, màu đen, kiểu như vậy. Tất cả chúng tôi, đúng không ạ? Tất cả mắt của chúng tôi đều dán hết vào đấy mà, đúng không ạ? Tất cả chúng tôi đều hướng cái ánh mắt khi mà vị khách là một người nổi tiếng xuất hiện trong một cái bộ váy dạ hội lộng lẫy màu đen nhá, bằng nhung nữa, đúng không? Vậy thì câu số 9 cô chọn được câu đấy là ý D. Xong câu 8 chuyển cho cô sang câu số 9 này. Câu số 9 sẽ là cái câu thuộc kiến thức về hỏi đuôi. Với cái câu thuộc kiến thức về hỏi đuôi thì em sẽ chú ý cho cô như sau này. Cái câu của chúng ta có cái anh sau. Với cái anh là nhớ. Vậy thì cô sẽ thấy như sau này. Ở bên cô có cái quy tắc là thì bên kia của cô sẽ dùng là aren't I, đúng không ạ? Thế còn nếu ở đây của cô đó là I am not, thì bên kia của chúng sẽ dùng là am I. Vậy thì với câu này em sẽ căn cứ cho cô thêm một trạm từ nữa, đó là từ never là phủ định nhớ. Cụm từ on time nghĩa là đúng giờ. Cô có cụm từ, cô biết dùng đây này nhớ. Cô có cái cụm từ là on time nghĩa là đúng giờ. Cô có cụm từ in time nghĩa là kịp giờ. Cô có cái cụm từ là cụm từ behind time nghĩa là muộn giờ, đúng không ạ? Đấy nhá. Rồi vậy thì với cái câu này cô sẽ có như sau này. Dịch là tôi không bao giờ đến đúng giờ, có phải không? Với câu này em căn cứ cho cô bằng cái trạng từ nữa thì nó sẽ là phủ định. Vậy bên này phủ định thì bên kia phải khẳng định. Vậy nếu mà là khẳng định thì câu số 9 cô sẽ chọn được đáp án của câu đấy là ý C. Ý C với cái từ sau. Với từ am I, được không ạ? Rồi sau câu 9 chuyển cô sang câu số 10. Với câu số 10 em hãy chọn được đáp án của câu này là ý gì? Ok. Nào, sau câu 9 chuyển cô sang câu số 10. Với cái câu số 10 em hãy chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Câu số 10 căn cứ cho cô bằng cái dấu hiệu sau. Căn cứ cho cô bằng cái anh là over the past few decades. Ok. Rồi cô sẽ có over the past few decades của chúng ta đóng vai trò là một cái khoảng thời gian. Rồi hơn một vài thập kỷ qua, đó là một khoảng thời gian. Vậy nếu là một khoảng thời gian thì câu này cô sẽ dùng thì hiện tại hoàn thành. Nếu dùng hiện tại hoàn thành thì cô sẽ bỏ được ý A, được không ạ? Giờ bây giờ sẽ xem cho cô xem là với câu này cô còn ý B, ý C và ý D đều có liên quan tới cái thì hoàn thành cả. Bạn sẽ căn cứ bằng chủ ngữ. Cô có từ American culture, nghĩa là gì? Văn hóa Mỹ, được. Rồi với cái động từ sau này, cô có cái động từ đó là động từ. Với cái động từ export nghĩa là gì? Xuất khẩu, đúng không ạ? Vậy thì với câu dịch là văn hóa Mỹ, đúng không ạ? Được làm sao? Được lan truyền tới mọi nơi trên thế giới trong một vài thập kỷ qua. Vậy thì cái văn hóa Mỹ này phải được truyền tới, phải được đưa đi khắp nơi trên thế giới, chứ không tự nó đưa đi được. Vậy thì cô suy ra câu này sẽ là câu bị động. Bị động của thì hiện tại hoàn thành. Cô khoanh được câu 10 là ý B. Ok chưa? Nhá, xong chưa, xong chưa? Rồi, xong câu số 10. Chuyển cho cô ra với câu số 11. Em nhớ cho cô là toàn bộ cái phần bài đọc trong cuốn sách này cô Trang Anh đã quay video rồi nhá. Nên là bạn nhớ là cô Trang Anh có chia sẻ, đúng không ạ, một danh sách những cái video livestream và những cái video hỗ trợ của cái cuốn sách này rồi. Thì bạn có thể có rất là nhiều cái phần mà cô Trang Anh không chữa livestream thì cô đã quay video hỗ trợ rồi, thì em sẽ tham khảo ở trong đó nhá. Về cơ bản là cô cũng chữa gần như hết cái cuốn sách này rồi đấy ạ. Trừ một số cái phần mà cô để dành để tủ sâu thôi. Cô định để dành tháng 6 cô tủ sâu, nhưng mà cô có cảm giác rằng 2K4 không cần cái chương trình chống liệt với tủ sâu này. Cho nên để cô xem xét, nếu mà các bạn không cần thì thôi. Đó ạ. Cô dành thời gian dạy 2K5. Đấy, kiểu như vậy, đúng không ạ? Yes, rồi với cái câu số 71. Câu này cô sẽ là câu kiến thức về sự phối thì. Trở với cái câu thuộc kiến thức về sự phối thì này. Tiếp xem cô giỏi mệnh đề bên này đang chia thì quá khứ tiếp diễn. Theo nguyên tắc về sự phối thì, nếu có một mệnh đề chia quá khứ thì mệnh đề bên này không chia hiện tại được, thì cô sẽ bỏ được ý C với thì hiện tại tiếp diễn. Đó ạ. Vậy thì với câu này em sẽ dịch câu nhá. Tôi đang viết cái gì đây nhá. Cô có từ essay nghĩa là gì? Tiểu luận, đúng không ạ? Tôi đang viết tiểu luận trong lúc đó, đúng không ạ? Trong lúc mà tôi đang viết tiểu luận thì con mèo của tôi đang nằm cạnh tôi. Vậy cái này sẽ là hai hành động xảy ra song song đồng thời với nhau. Nếu hành động xảy ra song song đồng thời với nhau, chúng ta sẽ chia cùng thì. Ở bên này người ta dùng quá khứ tiếp diễn thì bên này mình cũng sẽ dùng quá khứ tiếp diễn. Nên câu 11 rất là nhanh, cô khoanh được ý B. Ở số 11 chuyển cô sang câu số 12. Câu 12 sẽ là cái câu kiểm tra kiến thức về cái phần, đó là cái phần về... Với cái câu số 12 sẽ là cái câu kiểm tra kiến thức về phần phân từ hiện tại, phân từ hoàn thành nhá. Với cái phần kiến thức về phân từ hiện tại, phân từ hoàn thành thì em sẽ phải lưu ý cho cô như sau này. Khi hai vế của câu đồng chủ ngữ, người ta sẽ bỏ chủ ngữ của mệnh đề đầu, đúng không ạ? Đổi động từ về dạng sau này. Đổi động từ về dạng là verbing, ok? Hoặc là having cộng với từ 2 với câu chủ động nhá. Hoặc người ta sẽ đổi về, nếu mà verbing chuyển về bị động nó sẽ đổi thành verb phân từ 2, đúng không ạ? Thế còn having verb phân từ 2 nó sẽ đổi thành là having been verb phân từ 2, đấy nhá. Dòng trên của cô sẽ là chủ động, và dòng dưới sẽ là bị động. Vậy thì với cái câu này cô sẽ bỏ được ý C. Cô chưa cần biết nghĩa là gì nhưng cô sẽ bỏ được ý C. Tại sao cô lại bỏ được ý C? Bởi vì ý C người ta dùng thì hiện tại hoàn thành. Điều kiện để được dùng thì đó là câu phải có chủ ngữ. Nhưng ở câu này không có chủ ngữ thì không dùng theo thì của câu được. Vậy tương tự như vậy cô sẽ bỏ được ý A. Ý A là hiện tại hoàn thành tiếp diễn, đúng không ạ? Không có chủ ngữ thì không chia theo thì của câu được nhá. Bây giờ cô sẽ chỉ còn ý B hoặc ý D mà thôi. Ý B của cô là bị động của hiện tại hoàn thành, đúng ạ. Nhưng mà câu này cô không có chủ ngữ thì không chia theo kiểu như này được. Vậy thì bằng cái phương pháp loại trừ nhá. Bằng cái phương pháp loại trừ cô sẽ chọn được câu số 12 là ý D. Đó ạ. Câu số 12 D chính là dùng cái công thức là having been với phân từ 2, bị động của phân từ hoàn thành nhá. Sự khác nhau giữa phân từ hiện tại và phân từ hoàn thành là gì? Người ta dùng verbing cho hành động xảy ra nối tiếp nhau. Người ta dùng verbing cho hành động xảy ra nối tiếp nhau, xảy ra đồng thời. Người ta dùng động từ have, người ta dùng là having cộng với từ 2 để nhấn mạnh hành động đã xảy ra xong rồi mới tới hành động khác nhá. Vậy thì với cái câu này cô có cái động từ sau. Cô có với cái động từ là với động từ là trick nghĩa là gian lận, đúng không ạ? Sau này với cái động từ là trick nghĩa là lừa dối, lừa gạt. Vậy thì với câu dịch là đã bị lừa quá nhiều lần rồi. Người tiêu dùng cuối cùng đã đâm đơn kiện, đúng không ạ, công ty đấy. Vậy thì với câu này cô sẽ chọn được ý D, đúng không ạ? Đã bị lừa nhiều rồi nhá. Nên là người tiêu dùng cuối cùng đã đâm đơn kiện công ty đấy. Xong chưa, xong chưa? Rồi xong câu số 12, chuyển cho cô sang câu số 13. Bạn thân mến, nếu cô chữa như vậy em thấy có nhanh quá không ạ? Em thân mến, em thấy cô chữa như vậy có nhanh quá không ạ? Xong câu số 12, chuyển cho cô sang câu 13 này. Với cái câu số 13 sẽ là cái câu kiểm tra kiến thức về phần mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian, đúng không ạ? Với cái phần mệnh đề trạng ngữ thời gian chỉ quan tâm cho cô đấy, nhất là sự phối thì. Chờ anh này của cô đang chia thì tương lai hoàn thành, thì suy ra mệnh đề trắng thời gian của chúng ta sẽ không thể chia thì quá khứ được. Cô sẽ bỏ được ý B với thì quá khứ tiếp diễn. Cô sẽ bỏ được ý D với thì quá khứ hoàn thành. Em nhớ là mệnh đề trắng thời gian không chia thì tương lai. Cô bỏ được ý C. Do đó bằng phương loại trừ câu 13 cô chọn ý A nhá. Chưa cần xét về mặt ngữ nghĩa thì cô đã thấy được là về mặt nhớ sẽ có là chưa cần xét về mặt ngữ nghĩa thì cô thấy là bằng cái suy luận theo kiểu sự phối thì như vậy cô đã loại được hết đáp án rồi. Nhớ dịch là ba mẹ của tôi sẽ đợi tôi ở đó vào lúc mà tôi đúng không ạ? Vào lúc mà tôi hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Nhớ với cái câu này em có thể áp dụng bằng cái công thức là by the time cộng với chủ ngữ cộng với vị tại đơn, mệnh đề còn lại chia tương lai hoàn thành nhớ. Rồi xong câu số 13 chuyển sang câu số 14. Với cái câu số 14 em nhìn thoáng qua 4 đáp án của câu này thì em sẽ thấy rằng là câu này sẽ là cái câu kiểm tra kiến thức về phần liên từ. Với cái câu kiểm tra kiến thức về phần liên từ hoặc từ nối thì em sẽ phải quan tâm đến nghĩa của các liên từ từ nối này. Cô có từ so nghĩa là vì vậy. Ok, được không ạ? Thế này cô sẽ có ý B với cái từ với cái từ là gì đấy? Cô có cái từ đó là từ. Với từ but nghĩa là nhưng nhớ, được không ạ? Rồi tiếp này cô sẽ có ý C thì sao? Ý C với cái từ đó là từ gì ạ? Với từ as. Anh này cô có thể dịch là vì, có thể dịch là khi, tùy vào ngữ cảnh khác nhau để em dịch. Thế còn ý đề cô với từ nghĩa là hoặc là. Vậy thì với câu này khi mà em xét nghĩa được của các liên từ này, bây giờ em sẽ phải dịch câu. Xem cho cô xem là ở cái ngữ cảnh câu này thì em sẽ cần tìm từ với nghĩa là gì? Cô có từ sau. Chúng ta có cái cấu trúc như sau. Với cái động từ, cô có cái động từ là. Với cái động từ là chose, nó là quá khứ của từ chose. Chúng ta có cái cấu trúc là chose somebody to do something. Chọn ai đó làm gì. Dịch là chúng tôi đã chọn cái anh này lãnh đạo chúng tôi vì chúng tôi biết vì anh ta nói rằng anh ta biết cách, đúng không ạ? Vậy thì với câu 14 cô có là chúng tôi chọn anh ấy làm người lãnh đạo bởi vì anh ấy nói rằng là anh ấy biết cách. Vậy thì cô sẽ cần một từ mang nghĩa là vì. Do đó câu 14 cô chọn được câu đấy là ý C. Đó ạ. Xong chưa? Nhớ xong câu số 14 chuyển cô sang câu số 15. Câu 15 của chúng ta sẽ là câu kiểm tra em kiến thức về cụm động từ. Nhớ. Với cái câu số 15 em hãy chọn được đáp án của câu này là ý gì? Nhưng cô có từ sau. Cô có cái từ poor. Chúng ta sẽ có như sau. Xét nghĩa của các cụm động từ này em nhớ cho cô như sau này. Ở trong cái cuốn trọng tâm mà cô Trang đang chữa này, nó có cái bảng những cái cụm động từ thông dụng mà cô lọc ra từ trong sách giáo khoa. Em nhớ là học hết cái bảng đấy cho cô là yên tâm phần này rồi. Cô sẽ có như sau. Cô sẽ có cái anh là pull through nghĩa là gì? Nghĩa là bình phục sau phẫu thuật, đúng không ạ? Hoặc là sau ốm nặng nhá. Anh này của chúng ta có nghĩa là bình phục, hồi phục sau phẫu thuật hoặc sau ốm nặng. Ngoài ra nó có nghĩa là thành công trong việc làm một cái nhiệm vụ rất là khó khăn nhá. Xong chưa đấy nhá. Xong cái anh đấy được một anh này thì cô sẽ có như sau này. Thì là cái nhà kho cũ này đã bị làm sao để mà chúng ta có cái cụm từ là cụm từ make way for nghĩa là gì? Dọn chỗ cho một cái nhà kho mới. Vậy thì với câu này cô sẽ không dùng mang nghĩa là bình phục hồi phục được, đúng không ạ? Cô không mang nghĩa là làm cái gì một cách thành công nhanh chóng được nhá. Vậy thì với cái câu này cô sẽ không chọn ý A được, đúng không ạ? Cô sẽ loại trừ tiếp. Thì cô sẽ xét ý B. Ý B của chúng ta với cái anh sau. Cô có cái anh là pull down nghĩa là gì? Nghĩa là phá đi. Vậy là cái nhà kho cũ đấy đã bị phá đi để lấy chỗ cho một cái nhà kho mới. Vậy thì cô sẽ chọn được câu 15 là ý B. Rất là dễ, đúng không ạ? Rồi, thế còn ý C thì sao? Ý C với cái cụm từ sau. Cô có cái anh là put off nghĩa là trì hoãn. Vậy cô sẽ không chọn. Rồi thế còn ý đề của cô với cái anh là put on. Anh này cô có nghĩa là mặc trong từ mặc quần áo, đội trong từ đội mũ, xỏ trong từ xỏ giày. Ngoài ra đó có nghĩa là biểu diễn kịch, tập kịch nữa, đúng không? Ngoài ra nghĩa là tăng cân nữa, rất là nhiều nghĩa. Rồi vậy thì với cái câu số 15 cô chọn được câu ấy là ý B. Câu số 16 sẽ là cái câu về từ cùng trừ nghĩa. Cô còn một lời hứa với 2K4 mà cô chưa thực hiện được, đó là hỗ trợ cái cuốn từ cùng trừ nghĩa. Bắt đầu từ ngày mai, mỗi một ngày cô Trang Anh sẽ đăng từ 2 đến 3 cái nhóm từ cùng trừ nghĩa. Cô sẽ dành 30 ngày của tháng 6 để hỗ trợ em khoảng 90 tới 100 cái nhóm từ thông dụng. Nhóm từ cùng trừ nghĩa thông dụng chắc chắn là cái phần từ cùng trừ nghĩa này bộ chỉ ra vào những cái từ thông dụng thường gặp thôi, chứ bộ không ra ở phần khó. Đó nhá, nên là cô sẽ tủ cho em khoảng 100 nhóm. Đó, 100 nhóm chắc là đủ dùng rồi, được không ạ? Rồi với cái câu số 16, đầu tiên em phân tích cái ngữ cảnh câu này trước Joker nhá. Với cái câu này khó nên cô Trang Anh sẽ chữa chậm. Ai làm được câu 16 nào? Với câu 16 có các bạn có link Facebook là cháu Bộ Giáo dục, chọn ý đề. Ghé sau mấy hôm nay của cô, livestream của cô lại có nhiều ban bộ ngành vào học thế ạ. Nhá. Đấy, những bạn này toàn là những kiểu là những vị bộ trưởng trong tương lai đây. Đó, ok. Rồi với cái câu số 16 cô phân tích câu này như sau. Nhà cô sẽ có là she needed, cô ấy cần. Nhà cô ấy cần một cái gì đây? Phân tích rất là chậm nhá. Với cái câu nào khó cô cho anh sẽ dành thời gian giảng chậm lại cho em. Đó không ạ? Để mà em có thể hiểu được tường tận bản chất của vấn đề. Nhờ cô có cái từ sau. Cô có từ vaccination nghĩa là gì? Vaccine. Nhờ về gì à? Cô ấy phải cần có một cái giấy chứng nhận. Em hiểu cái này không ạ? Ở cái thời điểm trước ấy, đúng không ạ? Nó sẽ phải là có cái giấy chứng nhận là tiêm 2 mũi kiểu như vậy. Thì là cô ấy sẽ phải cần có một cái gì? Cái giấy chứng nhận rằng là làm sao để cô ấy đã tiêm đủ 2 liều vaccine. Ok. Vậy thì với câu này cô sẽ cần một từ có nghĩa là giấy chứng nhận. Ok. Nhưng với cái câu số 16 đâu rồi? Nhưng câu số 16 team 8+9+ của cô Trang Anh đâu ạ? Cái phần này cô nhớ không nhầm thì là cô đã từng dạy em ở trong cái bài, đó là cái bài về phần từ cùng chứa nghĩa của ngày thứ 6 thì phải, đúng không ạ? Cô nhớ không nhầm thì cô đã từng dạy cái phần này rồi. Nhá, em xem qua sau này. Để đỡ, để các em có thể theo dõi ổn hơn thì cô sẽ chỉ cho em cái nhóm từ đó là bằng cấp chứng chỉ. Những cái nhóm từ mà cô bôi màu này là những cái nhóm từ mà cô đã hỗ trợ rồi này. Đúng không? Để xem cho cô xem trang 22 này. Cái nhóm từ bằng cấp chứng chỉ tiện thể đến đây. Đúng không? Tiện thể đến đây thì cô sẽ hỗ trợ em. Cô sẽ giải thích kỹ cho em về cái nhóm từ này luôn. Đúng không? Và cái nhóm từ này rất là có khả năng sẽ thi vào. Bởi vì là bộ sẽ ra vào cái nhóm từ thông dụng như này mà. Đối với học sinh 2K4 bây giờ không còn kịp nữa thì em có thể chọn một số cái nhóm từ thông dụng để em học giúp cơ. Thế còn với những cái bé mà 2K5, 2K6, 2K7 á thì bé còn nhiều thời gian thì bé học hết giúp cơ. Thực ra thì cái này chúng ta học không có thừa, đúng không ạ? Mình học để mà mình có thể sử dụng cả sau này nữa. Đó nhá. Mình hiểu được sự khác nhau giữa các nhóm từ này, đúng không ạ? Thì sau này chúng ta, đặc biệt là trong văn viết, đúng không ạ? Trong giao tiếp, trong khi mà chúng ta sử dụng ngôn ngữ, đúng không? Thì chúng ta sẽ diễn đạt được đúng ý của mình hơn nhá. Cô có từ sau. Giờ cô phân tích cho em mấy từ này này. Cô có từ degree nghĩa là gì? Nghĩa là bằng cấp. Bằng cấp do các trường đại học cấp khi sinh viên hoàn thành chương trình học hoặc là sắp ra trường. Một cái mà được gọi là degree. Nó là một cái khóa học cấp bằng thường kéo dài từ 3 tới 4 năm. Đó. Thường được trao bởi những trường đại học uy tín. Rồi, thế này cô sẽ có với cái từ sau. Có một cái từ nữa chúng ta sẽ có với cái từ đó là từ cũng là bằng cấp. Đó là cái từ gì đấy ạ? Cô có cái từ diploma nghĩa là gì? Nghĩa là chứng chỉ văn bằng do các trường đại học cao đẳng hay là những cái trường kỹ thuật cấp, đúng không ạ? Thường nó sẽ kéo dài từ 1 đến 2 năm. Vậy em sẽ thấy là về cơ bản hai từ này của chúng ta đều mang nghĩa là bằng cấp cả. Nhưng mà cái degree là bằng cấp kéo dài từ 3 đến 4 năm. Trong khi đó với cái từ đó là từ diploma là thường kéo dài từ 1 đến 2 năm thôi nhá. Có 2 ngày nó sẽ khó phân biệt hơn này. Cô sẽ có với cái từ sau nhá. Cô sẽ có với cái từ sau của chúng ta này nhá. Cô sẽ có với cái từ đây, cô còn cái từ đó là ở trong cái câu phương án của mình thì cô sẽ có, cô phân tích cho em cái từ ý D trước, đúng không ạ? Cô sẽ có như sau. Cô có cái từ certificate nghĩa là gì? Nghĩa là chứng chỉ nhá. Nó là giấy chứng nhận nhá. Từ này của cô nó có 2 nghĩa này, nhớ cho cô này. Cô có cái từ certificate nghĩa là giấy chứng nhận, tức là một tài liệu chính thức nói rằng cái thông tin trên đó là đúng. Ví dụ cô sẽ có như sau này, giấy chứng nhận kết hôn, đúng không ạ? Giấy đăng ký kết hôn ấy, hoặc là giấy khai sinh kiểu như vậy nhá. Ngoài ra thì nó có nghĩa là một tài liệu chính thức chứng minh rằng bạn đã hoàn thành một khóa học hoặc vượt qua một kỳ thi nhá. Một bằng cấp đạt được sau một khóa học của một kỳ thi gì đấy. Giống như kiểu là ví dụ như là em đi học cắt tóc chẳng hạn, hoặc em đi học make up chẳng hạn, thì sau đó thì em sẽ được cấp cái chứng chỉ. Đấy, em hiểu như vậy nhá. Thì nó sẽ có 2 nghĩa như vậy. Bây giờ sẽ quay lại bài cho cô với cái câu sau của chúng ta. Giờ cô sẽ có với cái câu đây rồi. Giờ quay lại cho cô với câu này, cô có ngữ cảnh của câu này dịch là cô ấy phải cần có một cái giấy chứng nhận, đúng không ạ? Tiêm vaccine Trên cái giấy chứng nhận đấy chứng tỏ rằng là cô đã tiêm đủ 2 liều, đúng là vaccine rồi. Vậy chắc là cô sẽ không cần từ với nghĩa là bằng cấp ở đây, đúng ạ. Thế cô sẽ có ý C thì sao? Ý C của chúng ta từ này nó sẽ khá là rộng này. Cô có cái từ sau, cô có cái từ đó là từ với cái từ đó là từ qualification, nghĩa là trình độ bằng cấp nói chung nhá. Vậy cô sẽ không chọn ý C rồi. Vậy cô sẽ chọn được ý D. Ý D của cô sẽ là gì? Là giấy chứng nhận. Ở trong cái cảnh đó dùng với nghĩa là giấy chứng nhận. Ok. Rồi xong câu số 16 chuyển cô sang câu 17. Câu 17 của chúng ta sẽ là câu kiểm tra kiến thức về so sánh. Với câu số 17 em hãy chọn được đáp án của câu này là ý gì? Ok. Nào với cái câu số 17 em hãy chọn được đáp án của câu này là ý gì đây ạ? Ok. Câu số 17 câu số 17. Ok, đâu rồi? Câu số 17 mấy cái bạn có mấy cái tên page là mấy cái tên Facebook là Bộ Giáo dục rồi Bộ An ninh rồi Bộ Công an rồi Cục An ninh rồi cháu Bộ Giáo dục ấy ạ. Mấy cái bạn đấy làm cho cô câu 17 xem nào. Ok. Trở với cái câu số 17 bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì đấy ạ? Ok, với cái câu số 17 em sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì đấy ạ? Ok, với cái câu số 17 bạn đã làm cho cô được câu 17 này. Chọn cái câu số 17 Bộ Công an chọn đáp án là ý A. Ok, chúc mừng Bộ Công an, bạn đã sai rồi nhá. Câu 17 chọn ý A. Ok. Chọn câu 17 Cục An ninh mạng chọn ý B. Ok, câu 17. Câu 17 có bạn chọn là ý A này, đúng không ạ? Câu này làm gì khó, chứng tỏ là các bạn đang học theo lối mòn thôi, đúng không? Đổi form một cái là sai ngay. Thì ở câu 17 là có bạn chọn ý A này, có bạn chọn ý B này, có bạn chọn ý C này, có bạn chọn ý D. Ôi dồi ôi, cái câu này rất là bình thường mà sao lại thấy các bạn sai hết thế này nhá. Câu số 17 đâu rồi? Câu 17 team 9 cộng của cô Trang Anh đâu ạ? Team 8 cộng của cô Trang Anh đâu ạ? Chờ câu 17 cô thấy có 4 đáp án thì các bạn chọn đủ rồi. Ok, nào. Câu số 17 đâu rồi? Mấy bạn đâu rồi? Bạn nào đến từ team 9 cộng? Bé Hồ Trường Sơn, học sinh lớp 7, có đang học chương trình của cô không ạ? Bé Hồ Trường Sơn, học sinh lớp 7, có đang học chương trình này của cô không ạ? Bé trả lời cho cô xem cô bé em chọn đáp án là ý gì ạ? Ok, có bạn nào tự tin đến giới thiệu là em đến từ team 8 cộng của cô Trang Anh, em chọn đáp án cô ấy là ý gì không ạ? Được chưa? Một cái câu rất là đơn giản như này, tại sao các bạn sai ạ? Nhớ, được ạ. Hồ Trường Sơn, đây rồi, cô thấy rồi ạ. Bé Hồ Trường Sơn, học sinh lớp 7, đến từ team 9 cộng, chọn đáp án là ý C. Bé Hồ Trường Sơn là học sinh lớp 7, đến từ Đắk Lông hay Đắk Lắk gì đấy, đúng không ạ? Tức là một cái nơi rất là xa xôi, đúng không ạ? Mà bé mới học lớp 7 thôi. Bé Hồ Trường Sơn chính là bé đạt 9,6 điểm thi thử tháng 5 của cô Trang Anh và bé được nhận phần thưởng cô Trang Anh ấy, mới học sinh lớp 7 nhá. Với cái câu số 17 của chúng ta này, em sẽ xem với cô sau này. Điểm mấu chốt của câu 17 chính là cái từ sau nhớ, được không ạ? Với cái câu số 17, điểm mấu chốt của chúng ta chính là cái từ sau. Là cái từ chủ nghĩa là hai. Nhớ, em nhớ rồi. So sánh hơn là so sánh giữa hai đối tượng với nhau. So sánh hơn nhất là so sánh một với tất cả. Đúng ạ. Vậy thì ở đây cô là trong số 2 anh trai của tôi. Vậy thì căn cứ bằng cái từ đó là từ. Căn cứ bằng từ chủ là hai. Vậy nó sẽ chỉ là so sánh hơn chứ không thể là so sánh nhất được. Vậy thì chắc chắn là cô sẽ bỏ A và bỏ D trước, được không ạ? Vậy cô sẽ chỉ còn B hoặc C. Giờ em nhớ cô sao này. Trong cái cấu trúc là đúng không? Đằng sau cộng với danh từ như thế này nhớ. Trong cái cấu trúc là cộng với danh từ như này, đúng không? Thường cái sẽ là trong cái cấu trúc là sau đúng không? Cộng với tính từ sở hữu nhớ, hoặc là cộng với the. Rồi cộng với từ chủ, cộng với danh từ. Danh từ này thường ở dạng số nhiều nhá. Thì đằng sau của cô nó sẽ là chủ ngữ cộng với be, cộng với the, cộng với tính từ ở dạng so sánh hơn. Tính từ ở dạng so sánh hơn nhé. Chữ cô hơi xấu, bạn chữ ghi cho cô. Đấy là cái cấu trúc như này. Vậy thì cô sẽ chọn được đáp án cô đấy là ý C. Trong số 2 anh em trai của tôi thì Jack thông minh hơn, được không ạ? Rồi xong câu số 18 chuyển cô sang câu 19. Vậy là câu ấy rất là đơn giản, đúng không ạ? Sai rồi. Có rất là nhiều bạn sai rồi. Xong câu 17 chuyển cô sang câu 18 thì cô sẽ có là be sure. Với cấu trúc là be sure to something chắc chắn là làm gì? Yeah. Vậy thì với cái câu này, đây sẽ là cái câu về phần từ vựng nâng cao. Nếu như bé nào mà muốn học nhiều cái câu kiểu này, 8 giờ 30 tối mai học với cô. Nghe này, cái buổi tối mai ấy nó sẽ rất là thú vị, bởi vì chúng ta sẽ học những cái mà theo kiểu là học để mở ra một chân trời mới cho mình nhá. Với cái câu số 18 chúng ta sẽ có như sau này: chắc chắn rằng còn đủ chỗ, đúng không, ở trong cái túi của bạn để mua cái đồ lưu niệm nếu bạn muốn mang về nhà. Đó ạ. Nào với câu số 18. Câu số 18 đâu rồi ạ? Câu số 18 xem nào. Mấy cái bạn mà có cái Facebook là các bộ nữa, chọn cho cô câu số 18 xem nào. Xem bộ nào giỏi nhất nào. Đồng thời lúc đó bé học sinh lớp 7 chọn cho cô câu số 18. Xem sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì. Ok. Xong chưa? Đấy nhá. Em thân mến, cô cũng chỉ mong là năm nay đề sẽ như 2018 nhá. Thực ra thì cô thích bộ cho đề khó. Bộ cho đề khó thì sẽ phân loại đều học sinh. Bộ cho đề khó thì các bạn team 9+, các bạn ấy đỡ thiệt thòi, đúng không? Những bạn team 8+, 9+ bạn đỡ thiệt thòi. Và cô cũng muốn là bộ cho đề khó để nó đỡ bị gọi là ảo về điểm nhá. Và cô cũng muốn là bộ cho đề khó để mà học sinh sẽ phải ôn rộng và ôn khó ra. Nếu mà ôn rộng và ôn khó ra thì chúng ta sẽ có kiến thức nhiều hơn. Chứ còn bộ ra một cái đề minh họa, sau đó chúng ta dành cái thời gian cuối để chỉ ôn theo cái form đề minh họa, thực sự là cá nhân cô còn cảm thấy nhàm chán. Ngày nào cô cũng chữa, nhớ nghe, ngày nào cô cũng chữa mấy cái đề theo cái form đề như này, đúng không? Cảm thấy rất là nhàm chán, không có tính thách thức gì cả. Đấy nào, với cái câu số 18 em hãy chọn được đáp án của câu này là gì ạ? Câu số 18 nhớ. Ok, câu số 18 bạn chọn đáp án câu này là ý B à? Cái câu này thì cô nhớ là kể cả team 9+ cô cũng chưa dạy câu này. Bắt đầu này. Với cái câu số 18, bây giờ em sẽ xét nghĩa của từng anh một. Nhớ là cái câu này về phần từ vựng nâng cao thì em sẽ phải xét ngoài cái nét nghĩa cơ bản thông thường ra, em sẽ phải xét cả những nét nghĩa khác của nó nữa. Thì cô có từ sau. Bắt đầu ý A. Ý A với từ admit nghĩa là gì? Nó sẽ nghĩa là thừa nhận. Nghĩa là thừa nhận này, nghĩa là thú nhận này. Đó. Ngoài với cái nghĩa là thừa nhận, ngoài nghĩa là thú nhận ra, thì nghĩa là cho phép tham gia hoặc là cho phép vào đâu. Đó ạ. Đấy nhá. Được không ạ? Ngoài cái nghĩa là cho phép tham gia, cho phép vào đâu ra, thì nó còn có nghĩa là nhập viện. Được không ạ? Xong chưa? Nghe cô nói này. Với cái động từ sau, nhớ là khi em học thì em sẽ phải học nghĩa rộng của nó ra. Cứ có cái từ admit, nghĩa là thừa nhận, nghĩa là thú nhận, nghĩa là cho phép ai vào đâu, nghĩa là cho phép tham gia. Ngoài ra đâu nghĩa là nhập viện nữa. Đó ạ. Vậy thì với 4 cái nét nghĩa này nó không ghép vô với ngữ cảnh câu này ổn được, nên cô sẽ không chọn ý A. Thế còn ý B của cô thì sao? Ý B với từ cứ có cái từ permit bằng với cái anh là allow với nghĩa là cho phép. Đó ạ. Ngoài với cái nghĩa là cho phép ra, đó ạ, thì nó còn có nghĩa là làm cho cái gì đó có thể xảy ra. Nhớ. Được không? Nó có 2 nghĩa thôi ạ. Nó có nghĩa thứ nhất là cho phép, nghĩa thứ hai là làm cho cái gì đó, tạo điều kiện cho cái gì đó xảy ra. Vậy thì cô sẽ thấy là 2 cái liên nghĩa này cũng không thể ghép vô với ngữ cảnh câu này được, nên câu 18 cô sẽ không chọn ý B. Đó, bây giờ cô sẽ chỉ còn ý C với D. Ý C là sao? Ý C với từ accept nghĩa là gì? Nghĩa là chấp nhận. Cái chấp nhận này có thể chấp nhận một lời mời, đúng không? Chấp nhận một lời đề nghị. Ngoài cái nghĩa là chấp nhận một lời mời, chấp nhận một lời đề nghị ra, thì nó sẽ còn nghĩa là đồng ý. Ngoài nghĩa là chấp nhận này, thì nó sẽ nghĩa là đồng ý. Đó ạ. Rồi, thì cô sẽ có như sau này. Ngoài với cái nghĩa là chấp nhận một lời mời, chấp nhận một lời đề nghị ra, ngoài với nghĩa là đồng ý ra, nhưng mà nó sẽ có nghĩa là nhận trách nhiệm. Đó, nó sẽ có nghĩa là nhận trách nhiệm nữa. Đó ạ. Ngoài cái nghĩa đó ra, nó nghĩa là chấp nhận một cái tình thế nào đấy mà không kêu ca phản nàn gì nhá. Với tất cả những cái nét nghĩa đó, đúng không? Thì bạn sẽ thấy rằng là ngoài ra này với cái từ là cái này chúng ta nghĩa là cho phép ai đó tham gia vào. Nếu mà nghĩa là cho phép ai đó tham gia vào nó sẽ bằng vì nhưng mà tất cả những nghĩa đó nó không có cái nghĩa nào để ghép vô với ngữ cảnh câu này được cả. Vậy ý C của chúng ta không được rồi. Vậy cô sẽ chọn được ý D. Ý D với cái nghĩa phổ thông ban đầu của nó, với cái từ allow nghĩa là cho phép, đúng không ạ? Cho phép ai đó làm gì nhá. Ngoài với cái nét nghĩa là cho phép ra, đúng không ạ? Thì nó sẽ còn một cái nét nghĩa nữa nhớ, đúng không ạ? Nghĩa là ngoài cái nét nghĩa đó là cho phép ai đó làm gì ra nhá, thì nó sẽ còn một cái nét nghĩa nữa nhớ, là đảm bảo rằng là có đủ cái gì. Ngoài cái định nghĩa đó ra này thì nó sẽ có nghĩa là đảm bảo rằng có đủ cái gì. Vậy thì với cái câu này cô sẽ chọn được đáp án là ý D. Đó ạ. Nhưng mà nghe cô nói này, ngoài cái định nghĩa phổ thông nghĩa là cho phép ai đó làm gì ra, thì nó nghĩa là đảm bảo rằng bạn có đủ một cái gì đó cho một mục đích cụ thể nào đó. Vậy thì ở trong này dịch là chắc chắn rằng bạn phải có đủ cái chỗ trống trong cái túi của bạn để mà mua quà mang về. Đây là với câu 18 cô chọn được ý D nhá. Xong câu 18 chuyển cô sang câu số 19. Câu 19 của chúng ta sẽ là cái câu thuộc kiến thức về thành ngữ. Đó ạ. Với cái câu kiến thức về thành ngữ như này, nếu như các bạn nào mà là học sinh nhóm kín của cô Trang Anh thì bạn thấy rằng là từ tuần 13 trở đi, cô chú trọng ôn tủ sâu về cái phần đó là phần thành ngữ trong cái cụm thành ngữ mà có tính từ kiểu như này. Tức là cho những cái câu mà kiểu là những cụm thành ngữ mà nó sẽ các phương án tạo thành của nó sẽ là tính từ nhá. Vậy thì với cái câu này chúng ta sẽ có như sau nhá. Cô có cái từ sau. Cô có cái từ soft, ghép với từ sport nhá. For somebody something. Chúng ta sẽ có, bạn đã biết cái cấu trúc này nghĩa là gì ạ? Ok, bạn nào biết cái cấu trúc này của chúng ta nghĩa là gì đây ạ? Ok, chúng ta sẽ có cả một cái cụm từ sau nhá. Đúng không ạ? Ok, bạn nào gọi cho cô được cái cấu trúc này ạ? Cô sẽ có cái cụm từ sau của chúng ta với cái cụm từ là have, a soft spot for somebody something nghĩa là gì? Nghĩa là thích, nghĩa là yêu quý ai đó rất là nhiều. Nhờ về dịch là Brown luôn làm sao đấy, luôn yêu quý Mai bởi vì cô ấy trông rất là dễ thương. Vậy với câu số 19 cô chọn được câu đấy là ý A. Câu này theo thành ngữ thôi nhá. Cái câu này nó khá là hên xui này. Nếu mà em biết thì em sẽ chọn được ngay. Thế còn nếu không biết em cũng sẽ chọn ngay cho cô, bởi vì câu này cô ngồi nghĩ nó cũng không ra được. Đó không ạ? Nhớ cho cô là em sẽ phải có ở cái giai đoạn cuối này, em chịu khó làm đề thi thử nhiều vào. Đó nhá, nhớ cho cô đấy ạ. Ở cái giai đoạn cuối này em chịu khó làm đề thi thử nhiều vào. Với những bạn mà đang học ở trong cái khóa, ví dụ các bạn đang học ở trong cái khóa 8+9+ cô ấy, thì ngày nào môn cũng mở thi cả, đúng không ạ? Thì bạn nhớ là bạn làm, và bây giờ thì bạn nhớ cho cô là trong cái quá trình em làm, ví dụ mà không nào mà có đề ấy, thì em nhớ là bấm cho cô thời gian là 60 phút. Và em chỉ làm cho cô thời gian là 60 phút đổ lại thôi, không được làm quá 60 phút. Và trong quá trình em làm ấy, em không sử dụng tài liệu gì cả. Đấy nhá, em thử bấm giờ em làm cho cô xem. Xem là trong cái thời gian như vậy, em cân đối thời gian như vậy, em có kịp làm hết bài không? Em có kịp đọc kỹ bài không? Em có kịp đọc kỹ bài đọc không? Nhớ nhá, nghe này. Đến cái giai đoạn này, cái có hai cái phần rất là quan trọng đối với em. Đó là kỹ năng làm bài và cái cách phân bố thời gian. Ở giai đoạn này không cần không chú trọng nhiều kiến thức nữa, vì kiến thức em đã ôn cả năm nay rồi, đúng không? Em chú ý cho cô và hai vấn đề đó là kỹ năng làm bài rất là quan trọng. Tùy từng câu mình sẽ phải đọc kỹ, có câu mình chỉ cần đọc lướt thôi nhá. Và thứ hai là cái cách phân bố thời gian, 50 câu 60 phút 3 bài đọc. Nên em nhớ với cô là cái việc phân bố thời gian rất là quan trọng. Nếu không phân bố, em sẽ không kịp làm đọc hiểu, hoặc đọc hiểu không sâu. Nếu em đọc hiểu không sâu, chắc chắn em sẽ không làm chính xác đọc hiểu được, đúng không? Không làm được đúng đọc hiểu nhiều được nhá. Rồi cô sẽ có với cái câu số 20 và câu số 21 là dạng bài tìm từ đồng nghĩa nhá. Với cái dạng bài tìm từ đồng nghĩa thì cô sẽ có như sau ấy. Đừng có làm sao như thế. Chúng ta không thể về nhà bởi vì nó quá xa. Vậy thì cô chắc chắn sẽ không chọn ý D. Đúng không ạ? Ghép vô ngữ cảnh câu này là mình thấy nó không ổn rồi. Tại sao cô lại bảo là cô dịch như vậy là cô sẽ không chọn ý D? Bởi vì cô có ý D của chúng ta với cái từ sau. À, còn đặc biệt một điều nữa này, đó là với cái dạng bài về đồng nghĩa trái nghĩa, trong cái đề thi chính thức của bộ khoảng 5 năm trở lại đây ấy, bộ chỉ cho vào những từ vựng trong sách giáo khoa thôi. Nên là em nhớ cho cô như sau, đó là với 4 câu đồng nghĩa trái nghĩa này, em ôn sát trong chính sách giáo khoa cho cô là được. Và chính xác hơn là cái phần đồng nghĩa trái nghĩa này bộ chỉ cho trong chính sách giáo khoa cũ thôi. Cô có từ sau. Cô có cái từ smart, nghĩa là thông minh. Vậy thì với cô này không thể dịch là đừng thông minh như thế được. Nên là cô sẽ không chọn ý D được. Chúng ta không thể đi bộ về nhà bởi vì con đường là quá xa, bởi vì đoạn đường là quá xa, thì không thể dịch là đừng thông minh như vậy được, đúng không ạ? Nên là cô sẽ không chọn ý D. Thế cô sẽ có ý B thì sao? Ý B với cái từ toàn từ thông dụng thôi, đúng không ạ? Với cái từ sau, cô có từ clear nghĩa là rõ ràng, nghĩa là sáng sủa. Vậy thì cô sẽ không chọn ý B được nhớ. Tiếp này, bằng phương pháp loại trừ tiếp cô sẽ xét. Bây giờ cô còn ý A và ý C. Em làm như cô này, đúng không? Cô sẽ gọi sau. Ý A với từ sensible nghĩa là hợp lý. Đừng có hợp lý như thế thì nghĩa nó cũng không ổn. Vậy thì bằng phương pháp loại trừ, cô sẽ chọn được câu đấy của chúng ta là ý C. Nghĩa là ý C của chúng ta với cái từ sau. Cô có cái từ foolish, nghĩa là ngốc nghếch. Vậy thì cô sẽ chọn được câu đấy là ý C. Đừng có ngốc nghếch như vậy. Đừng có ngốc nghếch như vậy. Chúng ta làm sao đi bộ về nhà, bởi vì quãng đường là quá xa, đúng không? Bởi vì quãng đường là quá xa. Xong câu số 20 chuyển cho cô sang câu số 21. Với cái câu số 21 chúng ta sẽ có như sau này. Cô có với cái từ sau, với cái gốc từ cô là từ research. Cô sẽ có với cái từ research thêm đuôi error và cô có từ sau. Với cái từ researcher nghĩa là gì? Các nhà nghiên cứu đã làm sao cái dạy học đấy bằng cách làm sao? Bằng cách comparing. Bằng cách comparing, cô có động từ compare, so sánh, được ạ? Đối chiếu cái kết quả thi của học sinh. Vậy thì với câu này cô sẽ dịch là các nhà nghiên cứu đã đánh giá cái việc dạy học thông qua cái việc so sánh kết quả bài thi của học sinh. Từ đó cô sẽ suy ra cái từ gạch chân ở trong, cái từ in đậm gạch chân ở trong cái ngữ cảnh của câu này chính là cái từ sau. Từ đó cô suy ra cái từ evaluate, nghĩa là đánh giá. Vậy thì nó sẽ bằng với từ gì bây giờ? Cô sẽ xét này, ý A của chúng ta với cái từ sau. Cô có với cái từ đó là từ, với cái từ assess nghĩa là đánh giá. Vậy cô sẽ chọn được ý A luôn, đúng không? Ý B của cô nghĩa là tiếp cận, truy cập. Ý C của cô là thú nhận. Ý D của cô là sở hữu. Vậy thì với câu số 21 cô chọn được ý A. Chữa nhanh này. Với cái câu số 22 và câu số 23 là dạng bài tìm từ trái nghĩa. Với dạng bài tìm từ trái nghĩa chúng ta cũng sẽ phải làm giống như dạng bài tìm từ đồng nghĩa, là dùng ngữ cảnh của câu để đoán nghĩa của từ in đậm gạch chân này. Cô có cái cấu trúc là should cộng với be. Cô sẽ có cái cấu trúc là should cộng với nguyên dạng lên làm gì? Ba trước khuyên bảo. Chúng ta lên làm sao về cái việc invest. Cô có cái động từ là invest, nghĩa là đầu tư. Cấu trúc là invest something in something, đầu tư cái gì vào cái gì. Chúng ta nên làm sao cái việc đầu tư tiền vào research, vào nghiên cứu và phát triển này. Vậy suy ra là mang tính chất khuyên bảo, đúng không ạ? Vậy thì mình có thể đoán được cái câu này là chúng ta lên làm sao cái khoản đầu tư này, thì cô sẽ suy ra từ sau. Với cái từ cautious nghĩa là gì? Cẩn trọng nhá. Thì cô sẽ có cái cấu trúc sau. Với cái từ cautious đi với giới từ about, cẩn trọng về cái gì? Chúng ta phải thận trọng cho cái việc đầu tư tiền vào nghiên cứu và phát triển. Vậy thì ngược với từ thận trọng sẽ là từ gì? Cô sẽ có ý A. Ý A của chúng ta với cái từ sau. Cô có cái từ đó là từ, với từ alert nghĩa là cảnh giác, đúng không ạ? Vậy cô sẽ không chọn ý A. Thế này cô sẽ có, ở đây mình cần tìm từ ngược nghĩa cơ, nên là mình sẽ không chọn ý A nhá. Thế còn ý B thì sao? Ý B với cái từ sau, với cái từ watchful nghĩa là gì? Với cái từ đó là từ, với cái từ watchful nghĩa là gì? Nghĩa là cẩn trọng, nghĩa là chú ý tới, nghĩa là để mắt tới, nghĩa là trông chừng, nghĩa là canh chừng. Vậy thì cô sẽ không chọn ý B nhá. Thế này cô sẽ có ý C thì sao? Ý C với cái từ sau, với cái từ là, với từ aware nghĩa là ý thức. Cô sẽ có từ aware đi với giới từ of cơ. Vậy thì cô cũng sẽ không chọn ý C nhá. Vậy thì bằng phương pháp loại trừ, cô sẽ chọn được câu đấy của chúng ta là ý D. Cô sẽ cố đạt đúng mục tiêu của ngày hôm nay là 25 câu chịu khó giúp cô nhé. Cô có từ sau, với từ careless nghĩa là cẩu thả, nghĩa là bất cẩn, đúng không ạ? Không, nghĩa là không thận trọng. Vậy thì với câu 22 cô chọn được ý D. Câu 23 nhanh này. Cô sẽ có là cái cô này quá là làm sao, đúng không ạ? Luôn làm sao? Luôn làm sao? Luôn correcting the teacher. Luôn làm sao đấy? Cô sẽ có như sau này. Cái cô đấy quá làm sao? Cô luôn làm sao giáo viên và, đúng không ạ, quay trở về với một cái câu trả lời đúng. Vậy thì với cái câu số 23 cô sẽ có như sau. Với cái câu số 23 chúng ta sẽ có xem là với cái câu này em sẽ chọn được đáp án của câu đấy là ý gì. Ok. Với cái câu số 23 này em hãy chọn được đáp án của câu này là ý gì đây nhá. Cái cô này, đúng ạ, luôn làm sao vậy? Luôn tỏ ra là mình thông minh, phải không? Dịch như vậy không ạ? Cô sẽ có như sau, xem cái ngữ cảnh của câu này đằng sau đã nhá. Nó dịch là cái cô này luôn tỏ ra là mình thông minh, đúng không ạ? Lúc nào cũng bắt bẻ, đúng không ạ? Lúc nào cũng bắt bẻ giáo viên nhá. Cô có cái động từ sau với cái động từ là, với cái động từ là correct. Với cái động từ là correct. Với cái động từ là, với cái động từ là correct nghĩa là sửa lỗi nhá. Ngoài với cái nghĩa là sửa lỗi, nó sẽ mang ý nghĩa là gì nữa? Ngoài nghĩa là sửa lỗi nó là sao đấy? Nghĩa là, ngoài cái nghĩa là sửa lỗi cho ai nhá, thì nó còn có nghĩa là bắt lỗi ai nữa. Tức là sao đấy? Tức là nói cho ai đó biết rằng là họ đã mắc lỗi sai. Vậy thì cô sẽ có ở đây cô dịch là correct the teacher nghĩa là gì? Bắt lỗi giáo viên. Chứ ở cái cô này luôn tỏ ra là mình thông minh đúng không ạ? Luôn bắt lỗi giáo viên. Đấy. Và luôn làm sao vậy? Luôn làm sao phải đòi làm sao để phải có cái câu trả lời đúng. Nhớ vậy thì cô sẽ có như sau. Với cái câu này cô sẽ ra cái cấu trúc này chúng ta nghĩa là tỏ ra là mình lợi hại, tỏ ra là mình thông minh. Nhớ vậy thì cô sẽ suy ra được nó sẽ bằng với nghĩa là kiêu ngạo. Đúng không ạ? Nó sẽ bằng nghĩa là cô ấy lúc nào cũng rất là ngạo mạn, đúng không ạ? Rất là hống hách, rất là kiêu ngạo. Lúc nào cũng bắt lỗi giáo viên, đúng không ạ? Tỏ ra là mình giỏi. Vậy nếu như mà đồng nghĩa thì cô sẽ chọn đáp án của câu này là ý B với cái từ sau. Với cái từ arrogant nghĩa là kiêu ngạo, nghĩa vậy cô sẽ không chọn ý B. Chờ ý A với từ confident nghĩa là tự tin, vậy cô sẽ không chọn ý A. Chờ tiếp này cô sẽ có ý D của chúng ta với nghĩa là sự tin tưởng, ý D của chúng ta với nghĩa là tin tưởng, vậy cô sẽ không chọn. Vậy thì bằng phương pháp loại trừ, cô sẽ chọn được đáp án của câu đấy là ý C. Chờ ý C với cái từ sau cô có cái từ là modest nghĩa là khiêm tốn, ngược với từ kiêu ngạo nó sẽ là từ khiêm tốn. Đó ạ. Rồi, cô sẽ có với cái câu số 24 và câu số 25. Câu số 24 và câu số 25 sẽ là phần về tình huống giao tiếp. Lan với Mai đang nói chuyện về cái chủ đề nghiên cứu. Sẽ có sao? Thế còn cái việc mà thế còn cái việc thu thập dữ liệu cho cái chủ đề này thì sao? Chúng ta sẽ có với câu này sẽ chọn được đáp án là ý gì? Khi mà người ta dùng cái cấu trúc là how about, đề xuất một cái ý kiến gì đó, nhớ này. Người ta dùng cái cấu trúc là how about, nhớ này. Nhờ cô nói qua một xíu để em có thể chọn được cái câu này luôn nhớ. Chúng ta có cái cấu trúc sau. Nhờ cô có cái cấu trúc là how about cộng với verb. Nhờ cái câu này sẽ là mang ý rất là đưa ra một cái gợi ý, một đề xuất gì đấy. Nhớ. Vậy thì cô sẽ thấy được là khi mà đưa ra một gợi ý, một cái đề xuất gì đấy thì câu trả lời của chúng ta sẽ có là that's a good idea, ý kiến hay đấy. Nhưng cô sẽ chọn được ý C. Nhờ ý đề cô là tôi không thích lừa gạt, lừa dối, không phải. Cho ý B của cô là tôi e là vậy, không phải. Đó, ok. Vậy thì với cái câu số 24, cô sẽ chọn được câu đấy của chúng ta là ý C. Ok chưa? Được không ạ? Giờ chúng ta sẽ có như sau này. Cô có cái cấu trúc là count. Giờ somebody out nghĩa là gì? Giờ anh này cô nghĩa là đếm cái gì đó. Nhớ. Sau khi người ta, đúng không ạ? Người ta dơ cái đấy lên. Nhớ. Đó ạ. Hoặc là count. Chúng ta có cái cấu trúc là count somebody out, đúng rồi, cấu trúc là count somebody out nghĩa là đếm cái gì đó, đúng không ạ? Khi mà bạn dơ cái đó lên, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta có cái cấu trúc là count somebody out nghĩa là gì? Nghĩa là không cho ai tham gia vào hoạt động gì đó. Vậy thì chúng ta sẽ thấy là ý là cô không ổn rồi. Trở với cái câu số 25 cô có cái giỏi một vị khách. Chúng ta có cái cấu trúc là ask for nghĩa là xin, đúng không ạ? Chờ chúng ta có cái cấu trúc sau là cấu trúc là ask for permission nghĩa là gì? Xin sự cho phép, xin phép nhá. Cả cái cấu trúc, cả cái cụm từ sau của chúng ta này nhá. Cô có cái cấu trúc là ask somebody xin phép ai, đúng không? Ask somebody for permission nghĩa là xin phép ai. Một vị khách đang xin phép một người phụ nữ nhá. Có phiền không nếu như tôi hút thuốc ở đây? Chờ ý A nếu trả lời là yes, tức là có phiền, vậy thì cô sẽ không chọn ý A. Chờ ý B của cô là vâng tôi thích lắm, nhỡ không phải, đúng không ạ? Thế này ý C của cô là không, bạn không thể làm thế ở đây. Chờ ý D của cô là sao? Ý D của cô là tôi mong là bạn không làm như vậy. Vậy thì với cái câu số 25 này, em ấy chọn được đáp án của câu này là ý C hay là ý D. Nhờ cô sẽ có như sau này. Người ta hỏi em như sau, lưu ý không là em sẽ nhầm giữa C và D này. Nhớ. Người ta hỏi em như sau. Nhớ. Người ta hỏi em là do you mind, bạn có phiền không? Nếu em trả lời là no, tức là không phiền. Tức là nếu mà trả lời là không phiền, tức là mình đồng ý cho người ta làm cái việc đó. Vậy thì nếu mà trả lời là không, bạn không thể làm thế ở đây thì lại không phải. Nên là cô sẽ chọn được câu đấy là ý D. Ý D của cô là tôi thì tôi muốn bạn không làm như vậy. Tức là người ta hỏi là có phiền nếu tôi hút thuốc ở đây thì mình trả lời là tôi thì tôi không muốn bạn hút thuốc như vậy ở đây nhá. Vậy thì cô sẽ chọn được câu số 25 của chúng ta là ý D nhá. Ok. Bạn thân mến, vậy là sau thời gian 1 tiếng cô Trang Anh đã hỗ trợ em được 25 câu. Ở buổi sau cô sẽ hỗ trợ em từ cái bài đọc điền của đề số 4 trở đi. Toàn bộ cái phần video chữa đọc hiểu cô Trang Anh đã quay video và cô Trang Anh đã tổng hợp thành một cái mục riêng rồi. Các bạn sẽ tham khảo cái phần video chữa đọc hiểu đấy ở trong cái mục đó giúp cơ. Em thân mến, vậy là buổi hỗ trợ của cô Trang Anh đến đây là hết. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình tối mai nhé. Tối mai nếu không có gì thay đổi, cô sẽ hỗ trợ em với cái phần sau, cái phần khó nhất trong cái đề thi của chúng ta. Đó ạ. Nhớ này, tối mai cô sẽ hỗ trợ em về cái phần từ vựng nâng cao trong 116 này. Nó sẽ là phần khó nhất trong nội dung bài học của chúng ta. Ok, tạm biệt các bạn.